Sách Sáng Thế Ký chương 46. Gia-cốp xuống Ai Cập. Và Israel đi đem theo tất cả tài sản mình đến Be'er-sheba. Người dâng các sinh tế cho Đức Chúa Trời của cha mình là Isaac. Đức Chúa Trời phán bảo Israel trong một khải tượng vào ban đêm: Gia-cốp, Gia-cốp ơi. Người đáp: Có con đây. Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của cha con. Con đừng ngại xuống Ai Cập, vì tại đó ta sẽ làm cho con thành một dân tộc lớn. Ta sẽ xuống Ai Cập với các con và chắc chắn sẽ đem con về. Chính bàn tay Joseph sẽ vuốt mắt con. Gia-cốp rời Be'er-sheba. Các con trai Israel đưa Gia-cốp, cha mình, các con cái mình và vợ mình lên các cỗ xe mà Pharaon đã gửi lên để chuyên chở. Họ cũng đem theo gia súc và của cải mình đã gây dựng tại Canaan. Gia-cốp và tất cả con cháu mình đều xuống Ai Cập. Người đem theo các con trai và cháu trai cùng các con gái và cháu gái, tức là tất cả con cháu mình. Đây là tên của con cháu Israel đi xuống Ai Cập: Ruben, con trưởng nam của Gia-cốp. Các con trai của Ruben là Enos, Phalu, Hetron và Cadmi. Các con trai của Simeon là Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Seha và Sauler, tức là các con của người vợ xứ Canaan. Các con trai của Levi là Gerson, Kehat và Merari. Các con trai của Judah là Er, Onan, Sela, Phered và Sanach. Nhưng Er và Onan đã thác tại xứ Canaan. Con của Phered là Hetron và Hanum. Các con trai của Issachar là Thola, Phuva, Job và Simron. Các con trai của Sabulon là Seret, Enon và Zaleen. Các con trai và một con gái tên Dina mà Lea đã sinh cho Gia-cốp tại xứ Phadanaza, cùng các con cháu đã cộng được 30 người. Các con trai của Gad là Sipheon, Hagi, Esbon, Eri, Azodi và Areni. Các con trai của Asen là Zimla, Zik và Zikvi và Beria cùng Serach, em gái các người đó. Con của Bezia là Hebe, Minh Kiên. Các con trai của Sinh-ba sinh cho Gia-cốp cùng các cháu cộng được 16 người. Sinh-ba là đầy tớ gái La-ban đã cho hầu Lê-a, con gái mình. Các con trai của Gia-chin, vợ Gia-cốp là Joseph và Benjamin. Joseph đã có con tại xứ Ai Cập là Manasse và Ephraim, mà Asena, con gái của Potiphar thầy tế lễ thành ôn, sinh cho người. Các con trai của Benjamin là Bena, Beka, Achben, Zena, Naama, Ebi, Roser, Mobim, Hobim và Aret. Các con trai Rachin sinh cho Jacob cùng các cháu đã cộng được 14 người. Các con trai của Dan là Husim. Các con trai của Nephtali là Jaseen, Guni, Zitse và Silem. Các con trai của Bila sinh cho Gia-cốp cùng các con cháu đó cộng lại là 7 người. Bila là đầy tớ gái La-ban đã theo hầu ra trên con gái mình. Những người đi xuống Ai Cập với Gia-cốp, tức là con cháu Gia-cốp, nếu không kể các cô dâu, cộng được 66 người. Con của Joseph sinh tại xứ Ai Cập là 2 đứa. Vậy những người thuộc về gia đình Gia-cốp đi xuống Ai Cập cộng tất cả là 70 người. Gia-cốp sai Judah đi trước để xin đường vào xứ Gô-sen. Khi họ vào đến xứ Gô-sen, Joseph đã chuẩn bị xe sẵn sàng và đến xứ Gô-sen đón Israel cha mình. Vừa thấy cha,
Joseph ôm choàng lấy cha mình mà khóc rất lâu. Israel bảo Joseph, bây giờ cha sẵn sàng qua đời vì cha được thấy con tận mắt và biết rằng con vẫn còn sống. Joseph nói với các anh em và những người trong gia đình, tôi sẽ tâu lên với Pharaon, các anh em tôi và nhà cha tôi trước kia sinh sống tại xứ Canaan. Bây giờ đã đến với tôi, các người đàn ông làm nghề chăn chiên, nuôi gia súc và họ đã đem theo bầy bò, bầy chiên và tất cả của cải mình. Khi Pharaon gọi anh em mà hỏi, các ngươi làm nghề gì? Các anh em phải trả lời, tôi tớ của bệ hạ chăn bầy gia súc từ tuổi thiếu niên như tổ phụ chúng tôi đã làm. Như thế, anh em sẽ được vua cho phép định cư trong vùng Goshen vì người Ai Cập ghê tởm tất cả những người chăn bầy gia súc.